Bữa nay ta về biển đông. về đây đông quá. Năng nghề dỗ tuần vương mà. Dạ, tay đi chơi xa bác. Đâu phải của nước Mỹ. Đâu phải ấy đâu đó, không có chỗ đậu xe. Đâu. Ồ, xã thú bây giờ mọi người yêu động vật nha. Vui đấy. Xã thú giờ giống như là nơi biểu diễn của mấy bạn thú rừng vậy. Trong luôn ba. Thú bây giờ không còn ở trong rừng trong nữa. Này mới có vô xã thú ở hết. Đâu mà có sân được. Xã thú cần mở rộng rồi. Phát triển quy mô. Mở rộng cho chi. Bình Thanh Hòa nữa. Ê Tuấn ơi, lần tới con vô mình đi cái gì đó? Trồng cây thêm. Bình Phước hả? Chỗ bạn con á Tuấn. Dạ. Nhiều chưa nhiều rồi đúng không? Ờ Lạng Đông ạ. Ờ, nhiều nhiều thú chưa? Dạ. Chỗ đó nhiều thú chưa? Nhiều lắm rồi. Nhiều. Nhiều. Nhưng mà bây giờ là đang dịch người ta không cho vào đâu. Ừ. Thì cho tụi mình vô thôi. Hợp lý không bạn? Làm cái để ở đấy chỗ nó làm nghiêm. Cháu không vào. Có mỗi cái anh thì anh ấy vào. Trên Đà Lạt anh cũng có một cái có thú nhưng mà ít thú hơn. Phải thú nhiều lên, có điều kiện cứ làm phát triển rừng thiên nhiên lên. Kinh doanh thú à. Kinh doanh thú là giàu luôn các bạn. Thì dành cho mấy đại gia.